Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Danh ca Hương Lan đang sở hữu biệt thự rộng tới 1.000m2. Danh ca Hương Lan tên thật là Trần Thị Ngọc Ánh, cô sinh năm 1956 và là giọng ca chuyên trị dòng nhạc trữ tình quê hương. Không chỉ là một giọng ca được yêu thích ở cả thị trường hải ngoại lẫn trong nước, Hương Lan còn chính là thần tượng của nhiều ngôi sao đình đám như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên. Sau hơn 50 năm đi hát, Hương Lan vẫn thường xuyên góp mặt trong những đêm nhạc lớn. Năm 2018, cô từng chi số tiền lớn để tổ chức live show hoành tráng ở thành phố Hồ Chí Minh và thu hút hơn 2.000 khán giả đến thưởng thức. Riêng đời tư, Hương Lan từng lên xe hoa với ca sĩ Chí Tâm vào cuối năm 1975. Tuy nhiên sau 7 năm chung sống, cả hai chia tay vì lý do riêng. Sau khi trở lại cuộc sống độc thân, Hương Lan tập trung phát triển sự nghiệp ca hát. Đến năm 1988, cô mới tái hôn với kỹ sư cơ khí hàng không Đặng Quốc Toản sau thời gian dài âm thầm tìm hiểu nhau. Dù có người chồng thứ hai và có đến 3 con riêng, nhưng cuộc sống hôn nhân của nữ danh ca đình đám vẫn diễn ra êm ấm. Hương Lan từng tiết lộ ông xã từng không thích âm nhạc, không thích nghe hát. Nhưng với tấm lòng đầy lương và tính tình dí dỏm, sau này kỹ sư Đặng Quốc Toản đã tạo ra mọi điều kiện tốt nhất để duy trì đam mê. Mới đây, Hương Lan cùng chồng đã tổ chức hôn lễ tại Việt Nam để đánh dấu quãng đường dài hơn 30 năm gắn bó bền chặt. Hiện tại, khi bước sang độ tuổi ngoài lục tuần, Hương Lan vẫn giữ được sức nóng tên tuổi, cát xê cao và liên tục tham gia các chương trình biểu diễn. Trong năm 2018, cô đã chi một số tiền không nhỏ để tổ chức live show tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm kỷ niệm 50 năm đi hát. Dù đã gặp bất lợi vì thời tiết, nhưng chương trình vẫn thu hút hơn 20.000 khán giả đến thưởng thức và ủng hộ thần tượng. Những lúc không đi diễn, Hương Lan cùng chồng quay trở về Mỹ và sinh sống tại căn biệt thự rộng đến 1.000m2. Cơ ngơi triệu đô được giọng ca kỷ niệm phút cuối trồng rất nhiều rau xanh, cây ăn quả. Có một cơ ngơi giàu có nhưng Hương Lan cùng người chồng vẫn duy trì lối sống giản dị, không chỉ thường xuyên tự tay dọn dẹp nhà cửa và rau vườn, cô còn thích vào bếp để nấu cho chồng những món ăn đậm chất Việt Nam. Thời gian qua, dịch Covid-19 đã khiến giới giải trí trong nước và quốc tế đóng băng, các nghệ sĩ Việt tại Mỹ đều bị hủy show, chủ yếu dành thời gian ở nhà suốt 3 tháng qua. Nếu Băng Kiều chăm chỉ làm vườn, Như Quỳnh nghỉ ngơi tăng 5kg thì danh ca Hương Lan chia sẻ cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên chồng và con. Nữ danh ca và chồng hiện đang sống ở bang California, tổ ấm của Hương Lan rộng hơn 1.000m2, trong đó bà dành 500m2 làm vườn. Khu vườn của bà có nhiều loại rau, trái cây như xoài, chuối, bưởi, chanh và ớt. Trên trang cá nhân, nữ danh ca thường xuyên chia sẻ cuộc sống của bà trong những ngày nghỉ diễn. Cụ thể, mỗi buổi sáng thức dậy, bà cùng chồng nấu ăn, uống cà phê. Sau đó, cả hai cùng chăm sóc vườn cây. Hương Lan thể hiện niềm hạnh phúc khi chứng kiến cây cối do mình trồng lớn lên từng ngày và đơm hoa kết trái. Mọi công việc không thể thiếu của bà trong buổi sáng là đọc kinh, buổi sáng trời nắng. Xong những việc thường ngày, tôi ngồi đọc kinh. Tôi đọc 4 loại kinh, mỗi loại đọc 10 lần, Hương Lan viết. Trong những ngày sống chậm, nữ danh ca trở thành một bà nội trợ đảm đang. Bà cho biết thường vào bếp nấu các món ăn Việt như trứng mắm, thịt, rau xào. Không những thế, Hương Lan còn tặng bạn bè thân thiết. Danh ca cảm thấy hạnh phúc khi được cùng ông xã thực hiện các món ăn trong ngày và gửi tặng bạn bè. Bà chia sẻ trong mấy khay mắm trứng và được đến hội chị em bạn gì. Ăn chưa hết đã ý ơi gói thêm rau mắm của mình. Ngon là nhờ anh hai sắt miếng thịt và cắt rau phụ vợ đồng chồng thì mới vui. Hương Lan nhận ra thời gian nghỉ diễn ở nhà khiến cho tình cảm với chồng càng gắn bó. Nói về hơn 3 tháng quây quần bên gia đình, bà xúc động cho hay. Vợ chồng sống với nhau 34 năm nhưng chưa bao giờ ở bên cạnh nhau 3 đến 4 tháng liền, mỗi ngày, mỗi giờ. Tôi cảm thấy sự gần gũi, lo lắng cho nhau rất quan trọng và hơn tất cả. Mỗi niềm vui của Hương Lan còn là một buổi chiều livestream gặp gỡ và tặng khán giả. Danh ca hát nhiều ca khúc bolero gắn liền với tên tuổi gửi đến người hâm mộ. Mới đây, đây cũng là một cách giúp bà vơi bớt đi nỗi nhớ sân khấu và khán giả. Ở ngoài tuổi 60, nữ danh ca có cuộc sống êm đềm bên chồng và con cháu, bà có thêm một cháu nội chào đời. Vào ngày 1 tháng 5, Hương Lan cho biết cháu rất nhỏ và thích được bà nội bế. Hương Lan cho biết cháu rất nhỏ và thích được bà nội bế ẵm.
Gia đình Hương Lan mới đón thêm công chúa về nhà, thương lắm, có thêm một tình yêu trong sáng, công chúa nhỏ và một niềm vui rất lớn, bà viết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.